được biết là anh phú quý có xuất thân là một võ sĩ cho em được hỏi một chút xíu là anh bắt đầu học võ từ năm bao nhiêu tuổi ạ à? anh bắt đầu học võ từ năm anh 6 tuổi đó anh học chỉ là nghĩ là anh học phong trào thôi thì cũng may mắn là từ một cái phong trào của một cái xã yeah. rồi được về quyện rồi xong rồi được tuyển về tỉnh có một thành tích nhất định ở tỉnh thì anh được tuyển người về, về, về quốc gia mà cuối cùng thì anh thi đấu quốc tế và hẳn là anh đã giành được rất nhiều giải thưởng về bộ môn võ thuật đúng không ạ? Đúng rồi em, lúc mà anh thi taekwondo á thì anh đã cũng có thành tích nhất định rồi. Thì anh thấy người ta đánh boxing, mình muốn trải nghiệm mình tham gia mình đấu cái cảm giác mình đánh boxing như thế nào. Thì cũng may mắn là thì anh cũng đợt thành tích là năm lần vô địch ở bào Sông Cửu Long và cũng hai lần vô địch quốc gia. Wow, quá nhiều giải thưởng luôn, ngưỡng mộ quá. Em nghe tới võ thuật thì em thấy hơi sợ tại vì thường thì kiểu gì mà chẳng tránh khỏi bị chấn thương đúng không anh? Đúng rồi em, em thấy anh vậy chứ anh đã từng bị đứt dây chằng hai lần của cái chân phải và anh đã từng bị cái cái sụn vai kiểu giờ anh vận động bình thường được nhưng mà để thi đấu chuyên nghiệp như ngày xưa nữa thì anh không còn khả năng nữa cho nên anh phải tự giả. À và đó là lý do mà anh phải từ từ giả võ đài đúng rồi, em. để rồi uh, sau đó thì anh uh, bắt đầu với công việc là trở thành một diễn viên đúng không anh? Đúng rồi, lúc mà anh từ giả sự nghiệp võ thuật á thì anh nghĩ đơn giản thôi chắc anh đi về quê rồi anh làm một cái người thầy giáo để dạy các trường cho các bé nhỏ để thỏa cái lòng đam mê thôi thì cũng may mắn là chị kim thoa là chị gái ruột của anh chị đã từng học ở tại trường đại học sân Đen điện ảnh chị mới nhìn thấy anh có cái tố chất làm nghệ thuật dạ. Yeah. cho nên là chị thuyết phục thời đó là cha mẹ không có không có cho anh đi nữa ở nhà với cha mẹ rồi làm thầy giáo gì đó rồi cứ vợ sinh con đẻ cái là hết xong cái anh lén lén anh lại trốn đi tiếp nhưng mà lúc đó là cái người buồn đầu tiên nhất là cha anh cứ trách mẹ anh là tại sao lại để cho anh phải ra đi lăng bạc như thế có nhà có cửa ta sao không ở thì chính vì cô nói đó mà anh lại muốn mình phải cố gắng mình thành công để mình cho cha mình biết rằng là cha cho con đi là cha không thất vọng và cuối cùng anh đã làm được khi mà ba mẹ thấy được bộ phim đầu tiên của anh thì đã cảm giác và chia sẻ với anh như thế nào ạ à? cái lần đầu tiên mà anh nhận một cái vai diễn là phim miền việt Khu chiều của đạo diễn nghệ sĩ trung dân anh không có cho gia đình biết nhưng mà cái thời dưới quê là chỉ là xem đài thôi yeah. thì cũng tại luôn đài truyền hình vĩnh long mình phát cái bộ phim mình bị kêu chiều thì cha mẹ anh xem ủa sao cái thằng nào giống con trai mình quá <laughs> yeah. thời đó anh anh quay phim là anh lấy là diễn viên quan quý dạ yeah. thì cái dòng chữ trả lên là quan quý quý là con mình đúng rồi mà nó là phú quý mà ba anh mới lấy điện thoại bàn gọi lên cho anh anh ấy dạ đúng rồi con đó bắt đầu là khoe khắp sớm cho <laughs> con trai tôi đó tự đóng phim đó Nó đóng vai yeah. công an đó yeah. đó thì đó cũng là một cái niềm vui để làm cho cha mẹ là tự hào về anh